zile, 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 eu alerg al mile, 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 pe Maidan, pentru tine, tine, să-ți dau un dar, dar. Hôm nay mình sẽ đi nhử bảy chuột, bảy chuột một lóng, phát một hiện có con chuột nó vô nè, ăn hết mấy gà con nha anh em. Này, mình dùng hai cái bẫy cạm nè, cái bẫy này rất là hiệu quả nha anh em. Bẫy ra nghe này, cái bẫy này trước con bẫy dính tròn rồi đó. Vừa bẫy tròn bẫy chuột. Mà lâu nay mình không có đi bẫy nữa, tại vì lâu nay tròn không có nên mình còn bẫy. Mới nó chưa ra, một bữa chưa thuần. Đây. Đây giờ mình đi bẫy chuột nha anh em. Đây anh em, đây là cái hang đó nha em. Mới đùng không? Phát hiện có cái hang nha. Đùng hay lắc mới này thấy không? Đấy, đây. Lắc mới không? Đây cái pin này. Đó. Thấy cái đường hang này nha anh em. Đùng một lỗ thiệt to, không biết đi con chuột hay con tròn. Chuột to chứ. Chuột to chứ. Lâu. Mình sẽ đặt ngay cái đường đi nữa nha anh em. Đấy, ngay cái đường ngay kia hang đi ra đây. Cái này một số anh em mình đặt thì đúng là này con tàu nhưng mà cái gây nó cắn quá hay không mình em nuôi phá mà. Mình nuôi gà đá mà giờ vô nó ăn hết gà con nha anh em, bắt buộc là phải diệt thôi chứ không cách nào mà. Không muốn nhưng mà đành đặn nó phải bắt thôi, không thể nào mà tha được. Đấy, mình bẫy là mình đã cho mình dùng thớ mình dừng lại dừng sao mà đã không có đi ra được á, đi ra cái đường ngay gà bẫy à. Dùng theo ý của mình. Đấy, mình đặt xong một cái anh em. Giờ mình tiếp tục dứt thêm một cái nữa. Mình trừ hai cái luôn, trừ chắc ăn luôn. Để trong cái quay luôn. Khi mà anh đi ra cũng dính, mà anh đi vô hàng cũng dính luôn. Dính cái kia anh cho giải bị cái nọ à. Anh đây là chuột cống bự nè, to lên nè, đừng phải nhỏ đâu. Râu. Anh đây là ăn không biết bao nhiêu gà này. Đấy. Mình nhử cái mình lấy cọng dây kẽm cột cho chuỗi này. Đây là cái sợi dây thắng của xe Honda à. Mình cột cho đỡ mà nó khỏi kéo cái bẫy đi á, coi mất cái bẫy nào khỏi nghỉ còn mất cái bẫy chứ, nhiều khi mình không cọt cái nó kéo cái bẫy nó lâu đi mất cái bẫy anh em. Ở mình thấy cùi chó mình rút vô cái trụ là bảo đảm. Đây là con chuột to cống, nó tới nó đà đùng hang đi, cái hang nó ở đó mà thấy nó ở cho nên mới đêm mà đặt hai cái bẫy cạm thì nó bị dính rồi. Là chuột này là nó ăn không biết bao nhiêu gà, nó tới đây là nó ăn gà con, rồi mình mới dùng cái bẫy để bắt được. Được bắt dùng. Được con chuột nào cái hay lắm mà tới đây là được chết được bắt à, cái hàng nó dùng hàng nó ra ở chuột to gớm to à, sao bây, dính luôn hai bẫy hay vậy ta. Đặt hai bẫy luôn. Đặt hai bên. À đặt hai bên. Hai bên. Thế nào ra anh dính mà dính bẫy kia rồi em bị đặt bẫy nọ. Anh móc luôn hai cái. Đó. Anh dính bẫy kia thì anh qua bẫy nọ cho nên bị trúng hai cái đùi nó hay quá hay đây sự hay vậy cho. Nó còn sống chứ còn nếu mà trúng đeo trúng đeo rồi chết rồi. Kết liễu nó chết liêu hả? Cái bẫy này là bẫy tròn. Bẫy đa năng. Bẫy này là cái sự đặc biệt rồi. Quá hay rồi. Con quật gì vô là đạp vô là dính à. Cánh vô. À. Khỉ cái tròn treo gì dính hết. Con chuột này là chuột cống rồi. Nó có xuất hiện là từ thời năm 1990 tới nay à. Nay là 18 năm rồi. Nó là con chuột này nó già lớn luôn. Nó ăn không biết bao nhiêu gà. Gà con nó ăn hết như tròn như mèo vậy. Nó sẽ bắt hết. Mập gớm mà. À, nó mới phát hiện tới đây mình phát hiện là tới nó đùn hàng là mới chặt bẫy. Bắt liền. À, bắt nó liền cho là cái loại gặm nhấm loại phá. Cho mình không có thở bao tồn nó được. Rồi giờ bắt là loại quen giả ăn phá. Bắt đều rồi. Bây giờ mình bắt sống hay đỡ. Bây giờ mình có cái bài mình sẽ tháo ra mà nó bị liệt hai chân thì chắc không bao giờ nó chạy được đâu. Cho nó lết cho nó chạy chứ.
cột cái đuôi lại, giờ lấy con dây cột cái đuôi lại. Bây giờ mình sẽ buộc cái đuôi lại, đỡ mình gửi ra trừ trường hợp nó khỏi chạy. Mình không là nó giục nhỉ, nhưng mà nghĩ là nó bị hai cái giò này là tơ lược rồi. Tơ làm hết nhỉ rồi. Nó bị 12 giò. Nó rửa cắn lắm. Ủa nó cắn em. Đù đù nó cắn. Né nó cắn. Không bao giờ thuộc. À, giờ mình gửi thế này. Giờ mình có một cái phép gỡ chứ không phải là cơ hứa bị nó tát mình chứ. Đây là máu dính rất là hung hăng nè. Đó, đút vô nó cắn nha. Cắn lên không? Cắn vô. Máu dính còn mạnh sức cắn nha. Này mà, này mà lạc lơ lúc tay vô nó cắn lúng tay luôn. Giờ mình dùng mình thầm đạo mình móc khổ. Cắn, cắn. Đó, mình dùng thầm đạo này. Đó, dùng, dùng thòng lọng này là mục đích đỡ cho nó xe. Nó xe tay. Nó xe mình mới gỡ được cái bẫy. Nó xe ra. Mình mới gỡ được cái bẫy ra cho. Ừ. Đó. Ừ. Ừ. Trước khi gỡ là mình phải đạp này ra. Đó là mình lấy được một chân ra hả? À mà ơi bà ra. À mà ra. Ra một chân hả? Ra một bẫy. Giờ mình phải có cái thớ bắt cho, chứ không phải là đỡ nó quay lại nó cắn mình rồi. Chim cùng đường là mổ thú cùng đường là cắn là lẽ thường hiển nhiên rồi. Nên nó tự vỡ đến sức cuối cùng. Nó tự vỡ đến cuối cùng. Đó ra khỏi à. Mà mình còn sợ phong cọp thêm một thời gian à, dùng cái bài này thôi chứ đâu là gì vậy đâu à. Ờ giờ cho thả đây, gọi vô vui rồi. Giờ không cách nào chạy được. À. Đấy, con chạy đó, 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 con chạy đây. Con chạy đó. Đó, nó táp chết á. Táp luôn, con táp nó chết chuột ra. Táp chuột chết rồi. Đây. Mình cái bẫy nó dính chuột nha, mà chó phản ứng chó quất khi thấy con chuột này. Mắt sáng luôn. Phi đầm đầm ha. Anh tháng chuột thử con chó như thế nào nha anh em. Dính cái đuôi không à. Chó gớm mắt sáng gớm bằng đi mắt sáng. Chuột nè anh em. Chó thấy con chuột nó phóng lên táp gớm. Ví dụ bây giờ mình thả thử phản ứng nó như là chập con chuột nha. Chụp lại cánh nha. À, không dám cánh. Anh cánh, anh sợ nó cánh lại. Đấy, dính rồi, dính rồi. Táp là con sợ nó cắn à. Này là con mật nha anh em. Nó giỡn cho nó táp là chết rồi nha. Con này là nó đi bắt chuột hay nha. Để mình bữa nay mình dẫn đi bắt chuột.
kiến chết rồi. Dính không? Dính nè. Dính đâu chút dễ dễ dính nha, thầy ra em dính đâu. Chẳng chẳng hay là chứ cái hộp. Chẳng mà ra. Ngon dữ. Là máu nữa đi dính. Chết hàng đi bị dính hết. Dính cái chân cái đuôi vậy. Dính cái chân sao ta câu. Trời này vô đấy. Không mà nó không chơi, chết là cái tàu tốt vậy. Đấy nè, đó bắt chuột lắm, con này cháu quá thấy chuột là ham nè. Cái chuột là chụp à, đây là con mực này. Kén chén chuột à. Nhai hết, nó rút hết rồi. Nó mềm hết rồi, chuột nướng cho nó ăn luôn.